Ngoại tình là một trong những lý do khiến cho vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Hậu quả của nó vô cùng khôn lường, thậm chí là phải trả giá bằng mạng sống. Đằng sau những gia đình xảy ra vấn đề đen tối này đều có những bí mật về các mối quan hệ đầy ngang trái. Câu chuyện hôm nay nói về việc khi sự thật ngoại tình bị phát giác, tình yêu đã nhanh chóng chuyển hóa thành thù hận và cơn cuồng nộ. Trong cơn nóng giận mất kiểm soát, người trong cuộc đã ra tay giết chết người thân của mình. Động cơ không chỉ dừng lại ở sự phản bội mà còn bị kích động bởi nỗi nhục nhã, cảm giác bị phản bội bởi chính những người thân cận nhất. Đây là một vụ án không đơn thuần chỉ là giết người, mà còn là sự sụp đổ của những giá trị gia đình kéo theo những hệ lụy đau lòng. Xin chào, chào mừng bạn đến với kênh VNX. Ngày 5 tháng 3 năm 2005, địa điểm tại Nam Bình, Phúc Kiến, Trung Quốc. Lão Hoàng, một nông dân trong khu vực này, hôm đó vừa mới thu hoạch vụ mùa xong, nên lão có hẹn uống vài ly với nhóm bạn. Uống cả buổi chiều thì tầm 5 giờ ông mới về nhà. Trên đường đi, lão Hoàng mắc đi vệ sinh cho nên tiện thể ghé vào bờ sông, có nhiều cây để giải quyết nỗi buồn. Ban đầu ông ấy không thấy điều gì kỳ lạ, cho đến khi giải quyết xong, ông định rời đi rồi thì bất ngờ lại nhìn thấy một cái gì đó đã trôi đến bên bờ sông, trông giống như là một cái lồng tre dùng để bắt cá. Ở bên trong có thứ gì đó với hình dạng khá to lớn, không giống cá cho lắm. Khi lão Hoàng đến gần và quan sát kỹ lại thì mới thấy ở bên trong là người. Đó là một cô gái, người trắng bệch với một cơ thể bầm tím. Chuyện này khiến cho lão Hoàng từ một người đang say rượu cũng phải trở nên tỉnh táo. Lần đầu nhìn thấy xác chết trôi sông, ông ấy đã vô cùng hoảng loạn nên đã chạy khỏi hiện trường. Cho đến khi lão Hoàng bình tĩnh lại thì mới gọi cho cơ quan chức năng để họ đến làm việc. Cảnh sát đã có mặt tại con sông nơi lão Hoàng đã báo nhìn thấy xác chết ở trong lồng trời cá. Quả nhiên là khi đến nơi thì các nhà điều tra đã trục vớt được một cái lồng có chứa một người phụ nữ bị trói trong đó. Sau khi xác nhận cô ấy không còn dấu hiệu của sự sống, cảnh sát đã tiến hành phong tỏa khu vực đảm bảo quanh bờ sông, nơi phát hiện ra thi thể được bảo vệ để tránh người dân xâm phạm làm ảnh hưởng đến các bằng chứng. Tiếp theo là chụp ảnh và ghi lại toàn bộ tình trạng của thi thể, cái lồng và khu vực xung quanh. Đặc biệt là họ đã chú ý đến vị trí, trạng thái của thi thể và bất kỳ vật dụng nào khả nghi bên cạnh. Sau đó, họ đã kiểm tra lồng để tìm dấu vân tay, tóc, sợi vải hoặc bất kỳ dấu vết nào có liên quan đến hung thủ. Lồng chứa nạn nhân là loại lồng tre đan được sử dụng rộng rãi ở các vùng sông nước Trung Quốc. Lồng này được làm từ thanh tre, trúc, đan thành hình ống với các lỗ nhỏ cho phép cá chui vào nhưng không thể thoát ra. Các loại lồng này thường được dùng để bắt cá, tôm, cua và các loại thủy sản nhỏ khác. Cái lồng này có kích thước lớn, chứa được một người cao 1m60 như nạn nhân. Tuy nhiên thì vì cái lồng ở trong nước đã lâu cho nên các dấu vết sinh học gần như đã bị cuốn trôi tất cả. Ngoài ra thì họ còn tìm kiếm ở trong lồng và quần áo nạn nhân xem có giấy tờ tùy thân hay thứ gì đó có thể xác nhận được danh tính của cô ấy không, nhưng không thu được gì. Hung thủ đã dùng dây chói để cố định nạn nhân vào trong lồng. Khu vực con sông tìm thấy thi thể khá vắng vẻ, ở vùng nông thôn cho nên không có nhiều người qua lại. Pháp y sau đó đã tiến hành đánh giá tình trạng thi thể. Nạn nhân có rất nhiều dấu hiệu chấn thương bên ngoài như vết bầm, vết cắt và các dấu hiệu khác do hành hung. Cô ấy đã bị hung thủ đánh liên tục vào nhiều vị trí trên cơ thể dẫn đến sốc do đau đớn và chấn thương nặng. Đặc biệt là các cú va chạm này cũng có thể khiến cho các cơ quan quan trọng như tim, phổi và gan bị tổn thương. Các vết bầm tím ở trên người nạn nhân xuất hiện tại mặt, cánh tay, lưng và chân. Đây là những vùng bị đánh hoặc là chịu lực tác động mạnh. Ngoài ra thì còn có một số vết thương nhỏ, chảy xước và rách da do nạn nhân va chạm với lồng khi di chuyển trong nước. Cơ thể của nạn nhân có nhiều vết lằn và tổn thương ở cổ tay, cổ chân. Điều này cho thấy cô ấy đã bị trói và giam cầm trước khi chết. Những dấu hiệu này khiến cho pháp y dự đoán nguyên nhân cái chết của nạn nhân có thể là sốc đa chấn thương hoặc là xuất huyết nội tạng. Đối với tình trạng cương cứng tử thi, các cơ bắp của nạn nhân đã cứng lại. Pháp y sẽ dựa vào dấu hiệu đó và mức độ giảm nhiệt của cơ thể để xác định thời gian tử vong. Vì nạn nhân bị ngâm trong nước cho nên quá trình phân hủy đã chậm lại. Da của cô ấy xuất hiện những đốm tím do máu tụ ở những vùng thấp của cơ thể sau khi chết. Thi thể đã bắt đầu phân hủy, da mềm và có mùi.
Các dấu hiệu này cũng có thể cung cấp manh mối về thời gian tử vong. Nạn nhân đã chết trong khoảng từ 15 cho đến 16 giờ trước. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm các dấu vết như là vết chân, vết lốp xe, mảnh vỡ từ lồng hay là các vật dụng khác xung quanh khu vực phát hiện ra thi thể nhưng không có phát hiện gì có ích. Ngoài việc thu được dây thừng dùng để cố định nạn nhân, cảnh sát không tìm thấy vật dụng gì khác. Dù vậy thì đây cũng vẫn là một vật chứng quan trọng có thể cung cấp manh mối về hung thủ hoặc là cách thức di chuyển thi thể. Tiếp theo, họ lấy lời khai của nhân chứng để tìm hiểu thông tin về dòng chảy của sông, xác định hướng trôi và khả năng xuất phát của lồng từ những nơi nào. Tuy nhiên, khi hỏi thăm người dân sinh sống ở gần đó, xem họ có nghe thấy âm thanh bất thường hoặc là thấy ai khả nghi trước khi thi thể được phát hiện hay không, thì tất cả đều có cùng một câu trả lời là không biết gì. Cảnh sát đã xác định và kiểm tra các camera an ninh ở gần khu vực phát hiện để truy xuất hình ảnh về thời điểm lồng được thả xuống sông hoặc là có người đáng ngờ xuất hiện. Dù cơ hội tìm thấy kẻ khả nghi là khá ít, nhưng cảnh sát vẫn xin trích xuất để quan sát kỹ lưỡng, tránh đánh mất manh mối quan trọng. Sau khi thực hiện toàn bộ quy trình kiểm tra hiện trường, các nhà điều tra đã di chuyển thi thể về sở để tiến hành điều tra. Pháp y đã thực hiện khám nghiệm tử thi. Người chết là phụ nữ, cao ráo, ngoại hình đẹp, có độ tuổi từ 25 đến 35. Họ đã tìm thấy dấu hiệu bị gãy xương ở các vùng dễ bị tổn thương như xương sườn, tay hoặc chân. Những tổn thương này thường là kết quả của việc đánh hoặc đè nén. Nếu nạn nhân còn sống, khi bị thả vào nước, pháp y sẽ tìm thấy nước ở trong phổi hoặc dạ dày. Tuy nhiên, họ không tìm được dấu hiệu trên, chứng tỏ là nạn nhân đã chết trước khi bị thả xuống sông. Ở các cơ quan nội tạng, pháp y cũng tìm thấy rất nhiều dấu hiệu tổn thương. Đầu tiên là gan và lá lách đã bị vỡ do tác động mạnh. Những vết rách này đi kèm với chảy máu ở trong ổ bụng. Những nội tạng còn lại thì bị bầm tím nặng, kèm theo chảy máu ở khoang ngực. Điều này xảy ra vì các mạch máu lớn ở trong ngực đã bị tổn thương. Các cơ và các mô mềm bị dập nát dẫn đến sự tích tụ các chất độc như myoglobin ở trong máu, gây tổn thương cho thận và dẫn đến suy thận cấp. Việc mạch máu lớn là động mạch đùi bị đứt khiến cho nạn nhân mất máu nhanh, dẫn đến sốc và tử vong. Nguyên nhân cái chết của cô gái này thật sự là sốc do đa chấn thương vì bị hung thủ giam cầm và hành hạ trong một thời gian dài. Pháp y sau đó đã kiểm tra mức độ co cứng của các khớp như là cổ, tay và chân. Vì thi thể bị ngâm trong nước cho nên pháp y sẽ xem xét nhiệt độ nước và môi trường xung quanh để điều chỉnh ước tính về thời gian tử vong. Nhiệt độ thấp có thể làm chậm quá trình phân hủy và làm giảm nhiệt độ cơ thể. Do dấu hiệu tụ máu của nạn nhân đã cố định nên họ dự đoán nạn nhân đã tử vong ít nhất từ 8 cho đến 12 giờ trước. Ngoài ra, thi thể còn có các dấu hiệu phân hủy như là sưng phù, da thay đổi màu sắc, xuất hiện những đốm tím do máu tụ lại ở những vùng thấp của cơ thể sau khi chết. Ngoài ra thì còn có bong tróc da xuất hiện trên tử thi. Sau đó thì pháp y đã kiểm tra dạ dày và ruột để xác định mức độ tiêu hóa thức ăn. Thông qua thời gian thức ăn được tiêu hóa, họ có thể xác định thời điểm nạn nhân ăn bữa cuối cùng. Cuối cùng, pháp y đưa ra kết luận nạn nhân đã tử vong trong khoảng thời gian từ 12 giờ tối ngày 4 đến 2 giờ sáng ngày 5 tháng 3. Sau khi xác nhận thời gian chết, pháp y đã kiểm tra tử cung để tìm hiểu xem nạn nhân có bị xâm hại hay không. Họ không tìm thấy dấu hiệu cô ấy bị hiếp dâm nhưng lại tìm thấy được một thai nhi đã chết. Thai đang ở trong giai đoạn đầu, tầm 3 tháng tuổi. Sau khi nhận được báo cáo pháp y, cảnh sát đã tiến hành điều tra về dòng chảy và đặc điểm của con sông. Lưu lượng và tốc độ dòng chảy không lớn, điều này khiến cho lồng trôi không xa ra khỏi khu vực ban đầu. Độ sâu của sông cũng không cao. Những đặc điểm này sẽ giúp cho cảnh sát thu hẹp phạm vi tìm kiếm danh tính của nạn nhân. Lồng được đan bằng tre và có kích thước lớn, chứa vừa cơ thể người. Đó là một vật dụng bắt cá quen thuộc của người dân địa phương phát hiện ra thi thể. Vì vậy, có khả năng cao nạn nhân chính là người sống tại khu vực này. Cảnh sát đã dựa vào những chi tiết trên để dán thông tin ở các địa điểm lân cận và điều tra về các hồ sơ mất tích gần đây. Ngoài ra, họ cũng thông báo cho truyền thông nhờ họ giúp đỡ trong việc tìm kiếm người nhà cho nạn nhân nữ này. Hai ngày sau đó, đã có một cặp vợ chồng lớn tuổi đến đồn cảnh sát để nhận dạng thi thể. Họ nói con dâu của mình đã mất tích từ ngày 4 tháng 3. Ban đầu, con dâu có xảy ra cãi vã với gia đình chồng, một số tranh chấp nhỏ. Họ nghĩ rằng cô ấy giận dỗi về nhà bố mẹ cho nên quyết định để 2-3 ngày sau sẽ gọi cho ông bà Xui để hỏi thăm. Nào ngờ ngày hôm qua, khi người bố nghe được thông tin từ báo đài phát hiện một thi thể nữ với nhiều đặc điểm giống con dâu của mình,
ông ấy có linh cảm không tốt cho nên hôm nay đã cùng với vợ đến đồn cảnh sát để hỏi thăm. Các nhà điều tra đã đưa hai người họ vào trong phòng để nhận diện thi thể. Vừa nhìn thấy là bố chồng nạn nhân đã nhận ra đó chính là con dâu của mình. Nạn nhân được xác định là Hoàng Diệp Nga, năm nay 29 tuổi, đã kết hôn được 4 năm. Bố chồng là Đình Trạm, năm nay 53 tuổi. Mẹ chồng là Phạm Dịch Hạn, năm nay 48 tuổi. Cả hai đều là nông dân. Chồng của Hoàng Diệp Nga là lao động chính trong nhà. Anh ấy đến Hạ Môn làm việc. Hoàng Diệp Nga ở với bố mẹ chồng và một cô chị gái của chồng. Trước khi kết hôn, Hoàng Diệp Nga ở Tuyền Châu, cảnh sát phải thông báo với bố mẹ ruột cô ấy để họ đến nhận thi thể con gái. Sau đó, họ đã tiến hành lấy lời khai của gia đình nạn nhân. Đình Trạm nói, gia đình họ trước khi Hoàng Diệp Nga chết, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường. Biết Hoàng Diệp Nga phải sống xa chồng, một mình ở cùng với những người không thân quen ở trong gia đình chồng, cho nên Đình Trạm rất thông cảm cho cô con dâu. Vì vậy là những lúc Hoàng Diệp Nga làm sai một vài chuyện, Đình Trạm đều rộng lòng bỏ qua. Trái với lời khai của Đình Trạm, mẹ chồng của Hoàng Diệp Nga lại có thái độ gay gắt hơn. Phạm Dịch Hạn nói, chắc chắn nạn nhân ở bên ngoài đã ngủ với người khác, cắm sừng con trai mình. Vì làm chuyện sai trái cho nên nạn nhân mới phải nhận nghiệp báo đó. Đình Quân, chồng của Hoàng Diệp Nga, hàng năm chỉ về nhà vài lần, số lần ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Ban đầu, Phạm Dịch Hạn không tìm thấy điều gì khả nghi ở con dâu, nhưng một năm trở lại đây, Hoàng Diệp Nga bắt đầu ăn mặc xinh đẹp hơn, trải chuốt cho bản thân hơn. Với giác quan thứ 6 của một người phụ nữ, Phạm Dịch Hạn lập tức nhận ra con dâu mình có vấn đề. Dù không có bằng chứng để xác định, nhưng bà ta chắc chắn nghi ngờ của mình là đúng. Trước thông tin Hoàng Diệp Nga đã mang thai được hơn 3 tháng, Đình Trạm thì bất ngờ, còn Phạm Dịch Hạn thì nở nụ cười khinh bỉ. Cả hai người họ đều biết rằng đó không phải là con của Đình Quân, anh ấy đã nửa năm không về nhà. Tết vừa rồi, Đình Quân cũng không về vì phải làm việc. Tết là thời điểm được nhận lương, Đình Quân không muốn bỏ lỡ cơ hội đó cho nên đã không về quê mà miệt mài làm việc. Vì vậy mà khi nghe tin Hoàng Diệp Nga mang thai 3 tháng thì cả nhà họ đều chắc chắn đó không phải là cháu ruột của mình, bố của đứa bé là ai thì vẫn còn là một uẩn khúc. Về mâu thuẫn giữa Hoàng Diệp Nga và gia đình trước khi cô ấy mất tích, Đình Trạm nói con dâu đã cãi nhau với mẹ và chị chồng. Mâu thuẫn cũng không có gì lớn, chỉ là do tranh chấp chút tiền con trai gửi về. Đình Trạm đứng giữa hai phe cũng không biết là nên bênh bên nào, cho nên đành im lặng. Hoàng Diệp Nga thấy cả nhà không ai đứng ra bênh vực mình, ai cũng muốn chống đối, cho nên cô ấy đã bỏ nhà ra đi. Cảnh sát đã kiểm tra camera ở nhà nạn nhân, quả thật là chiều ngày 4 tháng 3, Hoàng Diệp Nga đã rời khỏi nhà. Sau đó thì không còn quay trở lại nữa. Ở một số camera khác, cảnh sát đã tìm thấy hình ảnh của Hoàng Diệp Nga đi đến một chỗ điểm mù rồi rẽ vào một con hẻm vắng vẻ. Chỗ đó không có camera hay CCTV cho nên cảnh sát đã mất dấu nạn nhân. Họ cũng đã kiểm tra một số camera đã thu lại được tại hiện trường nơi phát hiện ra thi thể. Tuy nhiên cũng không có phát hiện ra điều gì đáng ngờ. Vì xác và lồng bị ngâm trong nước thời gian dài cho nên các dấu vết sinh học ở trên đó như tóc, dấu vân tay đều đã bị dòng nước cuốn trôi đi. Cảnh sát đã đem dây thừng cố định nạn nhân vào chiếc lồng làm xét nghiệm nhưng vẫn không thu được kết quả có ích. Dựa vào hình thức nhốt của lồng, hung thủ đã sử dụng với nạn nhân. Cảnh sát đã dự đoán đây là nghi thức nhốt lồng heo thả trôi sông, được hung thủ cố tình áp đặt nhằm trừng phạt Hoàng Diệp Nga. Đây là một hình phạt hà khắc và vô cùng tàn bạo đối với phụ nữ trong thời kỳ phong kiến Trung Quốc. Hình phạt này thường được áp dụng cho những người phụ nữ bị buộc tội ngoại tình, thất tiết hoặc là vi phạm các quy tắc đạo đức nghiêm ngặt của xã hội thời bấy giờ. Ở trên người cô ấy có rất nhiều chấn thương, hung thủ đã tra tấn nạn nhân dữ dội khiến cho cô ấy tử vong. Điều này chứng tỏ hắn phải rất hận nạn nhân cho nên mới ra tay như vậy. Dựa vào các suy luận này, người đầu tiên cảnh sát nghi ngờ đương nhiên chính là chồng của Hoàng Diệp Nga, Đình Quân. Nạn nhân đã ngoại tình, lại còn mang thai con của người đàn ông khác. Những điều này cho thấy Đình Quân có đủ động cơ để ra tay với nạn nhân. Dù bố mẹ anh ấy đã cho lời khai rằng Đình Quân không về nhà đã nửa năm nay, nhưng không ai có thể chắc chắn được chuyện anh ấy có lén về quê hay không. Hiện tại thì anh ấy đã về nhà sau khi hay tin cái chết của vợ. Cảnh sát đã đến đó để hỏi thăm và lấy thêm lời khai. Trước nghi vấn giết vợ vì Hoàng Diệp Nga ngoại tình, Đình Quân lập tức phủ nhận. Thật ra cuộc hôn nhân giữa hai người họ diễn ra khá trong vánh. 4 năm trước, Đình Quân gặp Hoàng Diệp Nga trong một lần đi dự đám cưới của bạn ở Tuyền Châu.
Hai người họ có cảm tình với nhau nên rất nhanh đã tiến vào mối quan hệ hẹn hò. Hoàng Diệp Nga sau khi xác nhận mối quan hệ với Đình Quân thì đã đến Nam Bình để làm việc và được ở gần người yêu. Nói là làm việc nhưng thực chất là Hoàng Diệp Nga không có công việc cố định gì. Cô ấy sống chủ yếu dựa vào lương của bạn trai. Đình Quân khi đó đã đến tuổi kết hôn. Vì gia đình giục cưới, bố mẹ anh quan niệm thành gia thì mới lập nghiệp. Cho nên Đình Quân đã ngỏ lời cầu hôn Hoàng Diệp Nga. Cô ấy khi đó phụ thuộc vào bạn trai nên rất nhanh đã chấp nhận. Chỉ quen nhau được khoảng 6 tháng, hai người đã tiến tới hôn nhân. Khi đã kết hôn, Hoàng Diệp Nga trở nên kiểm soát chồng mình hơn. Dù gì thì họ cũng đã ở trong mối quan hệ xác định rồi, nên cô lúc nào cũng không an tâm để chồng mình ra ngoài. Đình Quân là người luôn yêu thích sự tự do. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh may mắn tìm được một công việc lương cao. Dựa vào sự phát huy của mình, Đình Quân ngày một kiếm được nhiều tiền hơn và trở thành trụ cột chính trong gia đình. Vì bản thân là nguồn tiền ổn định ở trong nhà, cho nên Đình Quân có làm gì thì gia đình cũng không có ý kiến. Sau khi thực hiện ý nguyện duy nhất của bố mẹ là kết hôn, Đình Quân cứ nghĩ mình sẽ thoải mái hơn, nào ngờ Hoàng Diệp Nga lại thay đổi, trở thành người vợ thích kiểm soát mọi chuyện. Đình Quân không chịu nổi sự trói buộc nên đã nghĩ ra cách xin công ty thuyên chuyển công tác đến Hạ Môn. Đình Quân là nguồn lao động chính, khi anh nói chuyện này với mọi người trong nhà thì không ai có sự phản đối. Hoàng Diệp Nga không chủ động trong tài chính của bản thân. Vì vậy, dù rất muốn chồng ở lại bên cạnh mình, nhưng cô ấy cũng không còn cách nào khác. Sau một thời gian làm việc ở Hạ Môn, Đình Quân đã có mối quan hệ ngoài luồng. Ngoài việc yêu thích tự do, anh ấy còn đam mê sự đổi mới. Việc xa vợ một thời gian dài, cộng với việc Hoàng Diệp Nga liên tục kiểm soát, không để không gian trống cho chồng, Đình Quân dần trở nên lạnh nhạt. Anh ấy hoàn toàn có khả năng về nhà nhiều lần trong năm. Nhưng vì đã ngoại tình, cho nên Đình Quân chán việc phải quay về nhà, ở bên cạnh cô vợ, mình đã không còn tình cảm. Vì chính Đình Quân cũng ngoại tình, cho nên anh không ác cảm với việc Hoàng Diệp Nga cũng đối với mình như vậy. Việc cô ấy mang thai, anh hoàn toàn không hay biết gì. Đối với nghi vấn của cảnh sát, nếu Đình Quân phát hiện vợ mình mang thai con của người đàn ông khác, anh nghĩ mình cùng lắm là ly hôn để trả tự do cho cả hai. Vì chủ động trong tài chính, nhân tình lại xinh đẹp, Đình Quân không có lý do gì phải giết vợ chỉ vì ghen tuông vô ích. Ngày 4 tháng 3, tức là ngày nạn nhân chết, Đình Quân vẫn đi làm như thường lệ, rồi về nhà nhân tình của mình qua đêm. Cả quá trình đó luôn được camera giám sát ghi lại. Ở công ty và chung cư nhân tình của Đình Quân, cảnh sát có thể kiểm tra bằng chứng ngoại phạm thông qua camera ghi hình. Anh cũng không ngại cung cấp toàn bộ lịch trình trong ngày hôm đó của bản thân. Các nhà điều tra đã xác nhận những chi tiết trên và kiểm tra thông tin máy bay, tàu hỏa cùng với các phương tiện khác có thể chứng minh Đình Quân không rời khỏi Hạ Môn để về quê. Mọi thứ đều đúng như những gì anh ấy nói. Quả thực là Đình Quân vẫn luôn ở Hạ Môn. Vì không có chứng cứ xác định, cho nên cảnh sát không thể kết tội chồng của nạn nhân. Họ chuyển hướng điều tra sang nghi phạm khác. Người tiếp theo, cảnh sát nghi ngờ là nhân tình của Hoàng Diệp Nga, bố của đứa bé trong bụng cô ấy. Để tìm hiểu người đàn ông này là ai, các nhà điều tra đã hỏi thăm hàng xóm xung quanh xem họ có nhìn thấy điều gì đáng ngờ hay nạn nhân có thân thiết với ai không. Hàng xóm ở gần nhà Hoàng Diệp Nga nhất đã cung cấp một số thông tin hữu ích đối với cảnh sát. Người phụ nữ này tên là Hạ Tâm Hiểu, mẹ đơn thân đã sống lâu năm tại địa phương. Cô cho biết dựa vào những gì mình quan sát ở Hoàng Diệp Nga, có lẽ người cô ấy thân thiết nhất chính là bà chủ hàng nước ở đầu xóm. Hoàng Diệp Nga không có công việc ổn định, cả ngày ở nhà sinh chán cho nên sẽ đi xung quanh để giải trí. Chỗ cô ấy thường xuyên lui tới nhất là hàng nước, nên Hạ Tâm Hiểu nghĩ cô ấy sẽ thân thiết với bà chủ nơi đó. Ngoài ra, Hạ Tâm Hiểu còn từng nhìn thấy Hoàng Diệp Nga vào con hẻm, nơi cô ấy đã rẽ vào trong thời gian cuối cùng xuất hiện trên camera. Hạ Tâm Hiểu còn nghe được Hoàng Diệp Nga đã nói chuyện điện thoại với một ai đó, trông rất vui vẻ rồi đi qua con hẻm đến một địa điểm khác. Theo hiểu biết của Hạ Tâm Hiểu về nơi này, thông qua con hẻm trên thì sẽ đi đến được một cung đường nhỏ, ở đó sẽ có một số hộ dân. Nếu người ngoại tình với Hoàng Diệp Nga thuộc khu vực đó, không tính những người đàn ông đã lập gia đình thì chỉ còn có tiểu quan là độc thân. Còn nếu cô ấy ngoại tình với người đàn ông đã có gia đình thì ở đó đa số đều có thể là nghi phạm. Cảnh sát đã dựa trên lời khai của Hạ Tâm Hiểu để đi tìm bà chủ hàng nước, người được cho là gần gũi nhất với nạn nhân. Bà chủ này có tên là Lưu Chi Lâm. Trước câu hỏi có thân thiết với Hoàng Diệp Nga hay không, Lưu Chi Lâm nói đúng là mình có nói chuyện nhiều với nạn nhân, nhưng để nói là bạn thân thì chưa đến mức đó.
Lưu Chi Lâm nói, sau khi Đình Quân đến Hạ Môn làm việc, thời gian rảnh rỗi, nhàm chán của Hoàng Diệp Nga lại ngày càng tăng lên. Cô ấy không tìm công việc để làm, vì đã quá quen dựa dẫm vào người khác, cho nên Hoàng Diệp Nga không có khả năng làm việc để tự kiếm tiền. Hàng ngày, công việc của cô ấy chỉ là đi làm đẹp, buôn chuyện và xem tivi. Đến cả việc nấu nướng ở trong nhà cũng là do chị chồng của cô ấy làm. Lưu Chi Lâm nói, Hoàng Diệp Nga chưa từng nói với mình về chuyện ngoại tình, chỉ là thời gian trước cô ấy có nói bóng gió về đàn ông. Vì Lưu Chi Lâm ở địa phương này lâu hơn nên Hoàng Diệp Nga có dò hỏi cô ấy về một số người đàn ông trong khu vực, đặc biệt là Tiểu Quan, chàng trai độc thân duy nhất trên con hẻm mà Hoàng Diệp Nga thường lui tới. Tiểu Quan có tên đầy đủ là Chu Cần Quan, năm nay 25 tuổi. Những điều Hoàng Diệp Nga hỏi Lưu Chi Lâm về Chu Cần Quan là lý lịch, gia thế và tính cách. Cả hai nhân chứng cảnh sát tìm được đều nghi ngờ Chu Cần Quan là người đang ngoại tình với nạn nhân. Vì vậy mà các nhà điều tra đã tìm kiếm thông tin về chàng trai này. Chu Cần Quan sống trong một gia đình đơn thân chỉ có bố. Ông ấy vừa mất vào 3 năm trước. Vì vậy hiện tại anh ấy chỉ sống một mình và kiếm tiền dựa vào cơ sở bán ga mà bố để lại. Cảnh sát đã tìm đến Chu Cần Quan để hỏi thăm. Trước thông tin Hoàng Diệp Nga đã chết, Chu Cần Quan tỏ ra khá sợ hãi. Anh thừa nhận mình có mối quan hệ tình cảm với Hoàng Diệp Nga, nhưng từ chối việc bản thân có liên quan đến cái chết của cô ấy. Chu Cần Quan và Hoàng Diệp Nga đã ở bên nhau được gần một năm, cả hai thường bí mật gặp nhau ở nhà Chu Cần Quan. Anh chỉ ở nhà một mình, không có người làm, cho nên hai người họ mới tự tin là chuyện này không bị ai phát hiện. Chu Cần Quan gặp Hoàng Diệp Nga trong một lần đi giao ga đến nhà họ Đình. Ban đầu cô ấy không có phản ứng hay sự tiếp cận nào, nhưng đến tháng 2 năm trước, Hoàng Diệp Nga bất ngờ xuất hiện ở trước mặt Cần Quan nhiều hơn. Một lần nọ, cô ấy đến trước nhà anh thông báo ga ở nhà họ Đình đã hết rồi và cần thay mới. Đang nói chuyện thì Hoàng Diệp Nga đột nhiên cảm thấy chóng mặt, Chu Cần Quan thấy thế thì đỡ cô ấy vào trong nhà. Hoàng Diệp Nga giải thích rằng chắc do đi nắng nhiều cho nên cô ấy mới bị choáng. Sau đó thì hai người đã trao đổi số điện thoại với nhau. Hoàng Diệp Nga nói mình muốn mời Chu Cần Quan đi ăn một bữa vì nếu hôm đó cô không may mắn gặp được anh thì có lẽ là đã ngất ngoài đường. Chu Cần Quan tính tình thật thà, chất phác, nhưng anh không ngu đến nỗi là không nhận ra Hoàng Diệp Nga đang cố tình tiếp cận mình. Vì đang tuổi thanh niên phơi phới, không tránh được cám dỗ cho nên dần dần Chu Cần Quan cũng đã chấp nhận chuyện ngoại tình với nạn nhân. Khi cảnh sát thông báo lúc chết Hoàng Diệp Nga đang mang thai được 3 tháng, Chu Cần Quan rất bất ngờ. Anh nói mình không hề biết gì về chuyện đó, anh cũng không chắc đứa bé có phải là con của mình hay không. Dù bề ngoài Chu Cần Quan có vẻ ngốc nghếch, nhưng anh ấy vẫn biết rõ tần suất quan hệ của mình đối với Hoàng Diệp Nga trong 3 tháng vừa rồi không nhiều. Mỗi lần ngủ chung họ đều dùng biện pháp an toàn. Theo Chu Cần Quan, Hoàng Diệp Nga là người rất kỹ ở trong việc dùng các biện pháp tránh thai. Suốt gần 1 năm, hai người họ ngoại tình không hề có dấu hiệu gì. Bây giờ cảnh sát thông báo với Chu Cần Quan, Hoàng Diệp Nga đã mang thai 3 tháng, cô ấy lại không hề nói với anh chuyện đó, cho nên Chu Cần Quan lại càng nghi ngờ về việc mình không phải là bố đứa bé. Ngày 4 tháng 3, tức là ngày nạn nhân chết, Chu Cần Quan thừa nhận tối đó Hoàng Diệp Nga có đến nhà mình, tuy nhiên đến gần 9 giờ tối thì cô ấy đã về nhà. Vì tâm trạng của Hoàng Diệp Nga không tốt, cô ấy nói mình đã cãi nhau với gia đình chồng cho nên hai người chỉ tâm sự với nhau chứ không ngủ hay là có bất cứ chuyện gì khác xảy ra. Cảnh sát đã kiểm tra camera nhà Chu Cần Quan để kiểm tra tính chân thật trong lời nói của anh ấy. Đúng 9 giờ 13 phút tối ngày 4 tháng 3, Hoàng Diệp Nga đã rời đi. Tuy nhiên, nhờ vào việc trích xuất camera này, cảnh sát cũng tìm ra được hình ảnh của hung thủ. Camera gắn ở trước cửa nhà Chu Cần Quan gắn nghiêng về phía đường, vì vậy nó có thể quay rõ đầu con hẻm, nơi mà Hoàng Diệp Nga phải đi qua nếu muốn về nhà. Lúc cô ấy chuẩn bị rẽ vào con đường trong đó, đã có một bóng người xuất hiện, chùm đầu cô ấy rồi kéo vào trong. Tuy nhiên, vì nhà Chu Cần Quan cách con hẻm một khoảng, cho nên camera ghi hình đã không thể quay rõ mặt hung thủ. Cảnh sát đã ngay lập tức chạy đến ngôi nhà đối diện con hẻm để kiểm tra camera xem có thu được gì hay không. May mắn là ngôi nhà này kinh doanh thuốc trừ sâu cho nên có gắn camera ở trước cổng một cái, trước cửa đóng bên trong một cái. Cảnh sát đã xin trích xuất camera của họ và thu được hình ảnh rõ nét của tên hung thủ này. Sau đó họ đã dùng phần mềm chỉnh sửa ảnh để cải thiện độ rõ nét, độ sáng và làm rõ các chi tiết bị mờ ở trong hình ảnh. Vì công nghệ nhận dạng khuôn mặt tự động
còn rất hạn chế, cho nên cảnh sát phải đối chiếu thủ công hình ảnh của hung thủ với các cơ sở dữ liệu ảnh, giấy phép lái xe và hộ chiếu để so sánh các nghi phạm với hung thủ. Đây là một công việc mất nhiều thời gian và đòi hỏi sự cẩn thận. Ngoài ra thì họ còn dựa vào dáng đi, kiểu di chuyển và các đặc điểm nhận dạng khác như chiều cao, cân nặng, quần áo để xác định nghi phạm. Cuối cùng cũng tìm ra hung thủ. Đó là một người phụ nữ. Qua hình ảnh đối chiếu, cô ta được xác nhận chính là chị chồng của nạn nhân, Đình Đoan. Cảnh sát đã đưa Đình Đoan về đồn để lấy lời khai. Thông qua hình ảnh trên camera, cô ta không còn cách nào khác là đành phải thừa nhận tội danh của mình. Đình Đoan khai rằng mình đã giết chết Hoàng Diệp Nga. Tuy nhiên nhờ trích xuất camera khá rõ thì cảnh sát có thể theo dõi quá trình Đình Đoan đã hạ gục nạn nhân rồi đưa cô ấy rời đi. À đã trùm một chiếc khăn đội đầu màu đen vào mặt của Hoàng Diệp Nga, ở trong đó có chứa thuốc mê khiến cho nạn nhân ngất xỉu. Sau đó thì à đã mở cửa sau rồi đưa nạn nhân lên xe cùng. Sau khi xe đóng cửa thì chiếc xe đã lái đi. Căn bản là không có khoảng trống thời gian để cho à ta trèo lên trên ghế lái xe. Điều này đã cho thấy là còn có một nghi phạm nữa phụ trách việc lái xe. Dù Đình Đoan nhất quyết không khai ra đó là ai, nhưng thông qua hộp đen của chiếc xe mà ả dùng để di chuyển nạn nhân, cảnh sát đã nhận ra người nghi phạm còn lại, đó không ai khác, chính là mẹ chồng của nạn nhân, bà Phạm Dịch Hạn. Bà ta nhanh chóng được đưa về đồn cảnh sát để lấy lời khai. Trước bằng chứng rõ ràng, Phạm Dịch Hạn không chối tội nữa, mà thừa nhận là đã cùng con gái giết Hoàng Diệp Nga rồi thả nạn nhân trôi sông. Để giải thích lý do giết con dâu, Phạm Dịch Hạn thừa nhận mình đã biết con dâu ngoại tình từ lâu rồi. Lý do bà ta không công khai ra chuyện con dâu ngoại tình với Chu Cần Quan là vì sợ cảnh sát sẽ đến điều tra được quá trình hai mẹ con bà ta chụp thuốc mê lên con dâu ở một con hẻm gần đó. Chuyện Hoàng Diệp Nga ngoại tình với Chu Cần Quan không phải là nguyên nhân chính khiến cho Phạm Dịch Hạn và Đình Đoan giết cô ấy. Thật ra, người Hoàng Diệp Nga ngoại tình không chỉ có Chu Cần Quan mà còn có bố chồng của cô ấy, ông Đình Trạm. Nửa năm gần đây, Phạm Dịch Hạn đã tìm ra được một điểm bất thường ở chồng mình. Ông ta thường xuyên ăn mặc chỉnh tề hơn dù chỉ ở nhà. Là nông dân nhưng đột nhiên sử dụng nước hoa với tần suất nhiều lần dù không cần thiết. Thông qua điện thoại của Đình Trạm, Phạm Dịch Hạn đã tìm được một thông tin vô cùng gây sốc. Đó chính là ông ta lưu số điện thoại của con dâu với biệt danh là Bảo Bối. Thử hỏi là ở trên đời này, có người bố chồng nào lại lưu tên con dâu với biệt danh ủy mị như thế? Chuyện này khiến cho Phạm Dịch Hạn lập tức nhận ra giữa hai người họ có vấn đề. Sau nhiều ngày theo dõi nhất cử nhất động của cả hai, tháng 3 năm nay, Phạm Dịch Hạn đã giả vờ đi vắng để thử may mắn xem có bắt tại trận chuyện hai người họ ngoại tình hay không. Đình Đoan khi đó cũng đi vắng, cô ấy sang nhà một người bạn vừa mới sinh để hỏi thăm. Quả nhiên là Phạm Dịch Hạn đã tìm thấy chuyện đáng ngờ, sau đó quay trở về nhà lẩn trốn để quan sát. Bà ta không bắt được tại trận hai người họ ngủ với nhau mà chỉ nhìn thấy một số hình ảnh thân mật. Ban đầu, Phạm Dịch Hạn nghĩ là nếu tìm thấy điểm đáng ngờ thì bà ta sẽ lập tức xông vào bên trong để làm lớn chuyện. Tuy nhiên là khi đối diện với thực tế rồi thì bà ta không làm được chuyện đó. Phạm Dịch Hạn lấy chồng từ khi còn rất trẻ, mọi chuyện ở trong nhà chồng đều là do một tay bà ta lo lắng. Không chỉ sinh cho Đình Trạm một cặp nam nữ mà còn nuôi dạy hai người họ nên người. Đình Đoan dù không tài giỏi như người em trai nhưng cũng được xem là đảm đang có hiếu. Dù Phạm Dịch Hạn không có lỗi gì với chồng, chính ông ta mới là người sai. Nhưng với tư tưởng của một người phụ nữ lạc hậu, một người mà mọi chuyện đều nghe theo chồng, sau khi phát hiện ra chồng ngoại tình lại còn ngoại tình với con dâu, điều đầu tiên Phạm Dịch Hạn cảm nhận được là đau lòng. Sau đó bà ta rơi vào suy nghĩ là không biết mình có làm ra chuyện gì sai lầm khiến cho chồng giận dỗi đến nỗi thay lòng và ngoại tình với con dâu hay không. Một tư tưởng thật sự quá đỗi phong kiến. Cho đến ngày 4 tháng 3, Phạm Dịch Hạn cãi nhau với con dâu vì việc cô ấy chi tiêu quá đỗi phung phí. Hoàng Diệp Nga không nhận ra cái sai của mình mà còn cố tình nói nhiều câu hỗn láo với mẹ chồng. Sau khi cô ta giận dỗi rời khỏi nhà, Phạm Dịch Hạn giận quá cho nên đi vào trong phòng con dâu gom đồ đạc định gửi về nhà mẹ đẻ và đuổi cô ấy ra khỏi nhà. Trong lúc gom đồ đạc, bà phát hiện ra một que thử thai hai vạch ở trong đống quần áo của con dâu. Đây chính là cú sốc lớn nhất đối với Phạm Dịch Hạn. Việc con dâu đang mang thai, khả năng cao đứa bé là con của chồng mình khiến cho bà ta cảm thấy tổn thương sâu sắc như một lưỡi dao đâm vào tim. Sự phẫn nộ ở trong bà ta dâng cao tới đỉnh điểm, không chỉ với con dâu mà còn cả với người chồng. Cảm giác bị phản bội đến từ hai người thân khiến cho bà cảm thấy căm hận.
để giải tỏa nỗi lòng, Phạm Dịch Hạn đã quyết định khiến cho hai người này phải cùng cảm nhận nỗi đau giống như mình. Đầu tiên là Phạm Dịch Hạn đã tâm sự với cô con gái về việc trên. Đình Đoan đương nhiên là có cảm giác giống như mẹ, sự xấu hổ và căm giận chiếm trọn con người à. Chưa kể đến việc nếu như đứa con trong bụng của Hoàng Diệp Nga được sinh ra, xác nhận là con của Đình Trạm, thì tài sản ở trong gia đình cũng phải nhường cho hai mẹ con cô ấy một phần. Đình Đoan suy nghĩ Hoàng Diệp Nga đã ở cùng với em trai mình hơn 4 năm, chưa từng cấn bầu lần nào. Vì vậy, ả vô cùng nghi ngờ việc cô ấy mang thai là có chủ đích. Trước câu hỏi của mẹ rằng không biết nên làm gì để trả thù cả hai con người phản bội đó, Đình Đoan đã nghĩ đến cách cực đoan nhất, đó chính là giết người. Lúc này, Phạm Dịch Hạn đã không còn lý trí, bà ta không biết phải làm thế nào, chỉ muốn chồng và con dâu bị trừng phạt cho nên nghe lời con gái. Vì vậy mà đến tối ngày 4 tháng 3, cả hai người họ đã đi tìm Hoàng Diệp Nga. Biết con dâu từng ngoại tình với Chu Cần Quan, Phạm Dịch Hạn đã chạy đến con hẻm để quan sát. Sau khi xác nhận con dâu đang ở bên trong, hai người họ đã chờ đợi đến khi cô ấy rẽ vào con hẻm rồi chụp thuốc mê, đưa nạn nhân đến kho để lúa của nhà họ Đình. Chỗ đó nằm gần với đồng ruộng, xung quanh cũng không có nhà ai, cho nên hai mẹ con Đình Đoan đã chọn địa điểm trên để giam cầm và hành hạ nạn nhân. Sau khi đưa nạn nhân vào trong kho, cả hai đã trói cô ấy lại rồi ra sức đánh đập hành hạ. Đến khoảng 2 giờ sáng, Hoàng Diệp Nga đã hấp hối, Đình Đoan và Phạm Dịch Hạn đã dùng cái lồng mà họ đã mua từ trước để đưa nạn nhân vào trong. Cả hai đã cố định Hoàng Diệp Nga vào trong lồng theo hình thức nhốt lồng heo trôi sông trong lịch sử để cho mọi người xung quanh nhận ra tội ác của cô ấy. Cuối cùng thì hai mẹ con họ ra sức đưa nạn nhân ra bờ sông rồi thả trôi cô ấy xuống dòng nước. Cảnh sát sau khi nhận lời khai từ hung thủ thì đã đến kho lúa của nhà họ Đình để kiểm tra. Ở đây dù đã được dọn dẹp khá kỹ nhưng ở những cạnh tường cảnh sát vẫn tìm thấy một số dấu vết máu. Sau khi kiểm tra ADN của các vết máu này thì họ xác nhận đúng là máu của nạn nhân. Hoàn thiện hồ sơ vụ án xong, cảnh sát đã chuyển giao vụ án cho Viện Kiểm sát để tiến hành truy tố hình sự. Trong phiên tòa, trường hợp mẹ chồng và chị chồng đã giết con dâu vì ngoại tình với bố chồng, nạn nhân còn đang mang thai. Phạm Dịch Hạn và con gái Đình Đoan đã bị xét xử với tội danh nghiêm trọng là tội giết người có chủ đích, tội đồng phạm và có thể bị tăng nặng do hành vi có tính chất man dợ, động cơ và mục đích rõ ràng. Chị chồng, tức là Đình Đoan, là người lên kế hoạch và chủ mưu có tội danh giết người có chủ đích. Việc chị chồng là người chủ mưu, lập kế hoạch sẽ là yếu tố tăng nặng. Hình phạt Đình Đoan phải chịu là tù chung thân. Mẹ chồng, tức là Phạm Dịch Hạn, là người tham gia và thực hiện hành vi giết người, sẽ có tội danh giết người đồng phạm. Hình phạt cụ thể là 20 năm tù giam. Cả hai hình phạt đối với hai mẹ con này sẽ được thi hành sau khi phiên tòa kết thúc. Vụ án trên là một minh chứng cho thấy sự đổ vỡ của mối quan hệ gia đình. Khi những người thân yêu nhất trở thành kẻ thù của nhau, ngoại tình đã phá vỡ sự tôn trọng giữa lòng tin của các thành viên trong gia đình, dẫn đến những hành động bạo lực và tội ác không thể tha thứ. Cảm giác bị phản bội bởi người thân thiết nhất đã khiến cho mẹ chồng và chị chồng đã không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Từ sự phẫn nộ, họ đã biến thành những kẻ sát nhân. Động cơ phạm tội của họ là hận thù và sự trả thù đối với hành vi ngoại tình của con dâu và bố chồng. Ông ta chính là người có tội nặng hơn hết trong những người có liên quan. Vụ án này cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh về sự đánh mất giá trị đạo đức và các chuẩn mực gia đình. Những hành vi sai trái và tội ác trong gia đình không chỉ làm tổn thương các cá nhân mà còn hủy hoại hoàn toàn cấu trúc và tình yêu thương trong gia đình. Những hành vi như vậy chắc chắn sẽ phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Dù động cơ có là gì, việc giết người vẫn là một hành vi vi phạm nghiêm trọng và bản án dành cho các bị cáo là vô cùng nặng nề. Pháp luật cũng cần được thực thi nghiêm minh để bảo vệ cho những giá trị công bằng và nhân quyền. Các bạn có cảm nhận gì về vụ án này? Hãy để lại ý kiến ở dưới phần bình luận cho mình biết về nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ những video tiếp theo ở trên kênh nhé.